Xin chào quý cô chú anh chị, các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 18 tháng 2 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có rất là nhiều những cái mặt hàng kg và rất nhiều những cái dòng hàng lan thuần đẹp đáng sưu tầm để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và hàng thời điểm bây giờ thì rất là nhiều loại đang nụ đang hoa cực kỳ là xinh luôn nhé, với giá rất là yêu thương ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ. Tuy nhiên thì ở một số tỉnh thành phía Nam thì em sẽ gửi chuyển phát nhanh, cước có thể nghỉ hơn khoảng tầm 10 cho đến 15.000 cho một đơn hàng của chú anh chị nhé. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cái dòng lan Đai Châu Thái, hàng bóc trụ của rừng Việt Nam, bóc trụ của vườn Việt Nam cô chú anh chị nhé. Cây rất là căng mướt và đẹp như thế này. Thời điểm tuyệt vời để cô chú anh chị ghép cho mình cây châu, để mùa hoa tới cô chú anh chị sẽ được thưởng thức những cây cái Tết tới này cô chú anh chị sẽ được thưởng thức những cái bông hoa tuyệt vời của những cây châu này. Đó, cô chú anh chị thấy là những cái cây đai châu này thì gần như là không có lỗi lá cô chú anh chị nhé, rất là đẹp luôn như thế này ạ. Và em bán với giá là 450.000 cho 1 kg. Dòng Châu Thái nó sẽ rơi vào khoảng tầm hàng này là không lỗi lá, rất là đẹp cô chú anh chị nhá. Bình thường thì người ta bán hàng cây, một cây, hai cây trên một cái trụ thì người ta cũng bán 300-400 rồi đúng không ạ? Thì cái hàng này đây là tầm ghép tuyệt vời luôn, thì cô chú anh chị có thể tự lấy về ghép. Thì 1 kg nó sẽ rơi vào khoảng tầm 4 cho đến 8 cây trên 1 kg, 4 cho đến 7-8 cây trên 1 kg gì đó cô chú anh chị này. Đó. Thì mỗi một cây có vài chục nghìn thôi, tính ra thì mỗi một cây có vài chục nghìn thôi. Thì cô chú anh chị đã được những cây châu rất là đẹp như thế này rồi. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan trầm tím, hàng trầm tím rừng Myanmar, hàng gần như là 100% là thân tơ, rất là đẹp như thế này. Và cũng đang chuẩn bị đến mùa bắt đầu là sưng, chuẩn bị sưng mắt nụ của dòng trầm này rồi. Đó, hoa trầm tím, hàng trầm tím rừng thì hoa cực xinh luôn rồi ạ. Em bán với giá là 760.000 trong 1 kg. Và bên này sẽ là dòng lan hoàng thảo vôi bắc, gần như 100% là thân tơ. Đây, nụ chi chít là nụ như thế này. Và hiện tại thì cô chú anh chị biết rồi, vôi bắc thì hoa cực kỳ là tím đậm chứ không phải là như vôi lào nhé, hoa rất là tím đây. Đây cô chú anh chị nhìn này, đây là một cái nhành vôi mà nó đang nở sớm. Đây là trong cái điều kiện là hàng nó đóng thùng mà nở hoa thì nó còn đậm đà như thế này. Thì nếu như mà cô chú anh chị về trồng thì hoa phải nói lên giò thì phải nói là cực đậm luôn đúng không ạ. Đấy, tím hồng rất là đẹp như thế này. Em bán là 240 cho 1 kg và hàng gần như là 100% là thân tơ nhé. Nên cô chú anh chị về thoải mái thưởng thức hoa cũng như làm cây giống đấy ạ. Sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo kèn, hàng chuẩn 100% là kèn đấy ạ. Siêu chi chít là nụ luôn đấy ạ. Đó, cái hàng này thì cũng gần cũng là hàng 100% thân tơ. Nên cô chú anh chị sẽ được ngắm một mùa hoa gọi là đã mắt luôn. Nói chung là đây, hàng này hoa rất là đậm luôn cô chú anh chị này. Đó. Đấy, em nghĩ rằng là kèn nào thì cũng là kèn. Và mình cũng không việc gì mà phải chơi đến kèn Lai Châu, bởi vì em nghĩ rằng kèn Lai Châu chắc là nó cũng chỉ đậm được đến như thế này thôi ạ. Đó. Cái giống kèn là đây. 100% thân tơ rất là đẹp nhá, với giá chỉ có 550.000 cho 1 kg thôi. Đấy. Em sẽ bán từ 0,3 kg để cô chú anh chị có thể sưu tầm cũng như là được thưởng thức những giò kèn tuyệt vời, cũng như là thời điểm những cái cây giống đẹp nhất trong năm để cô chú anh chị ghép ạ. Sang bên này đây sẽ là hạc vị Bắc hay còn gọi là phi điệp hồng. Hạc vị Bắc hay phi điệp hồng thì bây giờ em thấy là nụ nó rất là lớn rồi, lác đác còn sót lại vài nụ thôi cô chú anh chị ạ. Đấy. Cái hàng này thì phải nói là hàng quốc dân, dễ thuần, dễ chăm. Cái hàng này thì nó hơn hạc vĩ Lào ở chỗ là hoa nó rất là đậm màu, rất là hồng và đẹp. Em bán là 200.000 trong 1 kg hạc vĩ Bắc nhé, phi điệp hồng ạ. Và bên này đây sẽ là dòng lan hạc đỉnh hồng với sắc hoa hồng, cây vươn cao với những cái bông hoa hồng rất là to và đẹp, thơm, nở hoa đúng vào thời điểm Tết, bền hoa. Thế dòng này thì để bên em đã cắt hết cái thân của nó đi rồi, để cô chú anh chị chủ yếu là những cây củ như thế này để cô chú anh chị làm giống. Thời bây giờ cô chú anh chị về trồng là tới mùa tới, Tết tới cô chú anh chị sẽ được ngắm những cái bông hoa rất là đẹp của nó rồi đấy ạ.
Em bán với giá là 100.000 trong kg dòng lan hạc đỉnh hồng nhá. Và sang bên này sẽ là dòng lan kiều vàng, cô chú anh chị nhìn ạ. Thân căng mập nù căng. Với những cái thân căng như thế này thì to như thế như vậy ạ, cô chú anh chị chắc chắn là sẽ được ít hơn những cái thân mà gọi là thân nó nhỏ ấy. Nhưng mà đổi lại khi cô chú anh chị được ngắm những cái chùm hoa to đùng của nó thì cô chú anh chị sẽ thấy rất là đã mắt luôn, với những cái thân kiều to và căng mập như thế này này cô chú anh chị này. Hàng rừng mà căng mập rất là khỏe và rất là đẹp như thế này ạ. Và cái kiều này này. Đấy, kiều này em xin phép được bán với giá là 180.000 cho 1 kg nhé. Sang bên này đây sẽ là dòng lan dáng hương quế tím với thân tím lịm như thế này này. Dòng quế tím này thì hoa cũng rất là thơm ạ. Cây bây giờ thì em thấy là có một số cây đang có nụ này, nụ nó đây ạ. Nói chung là cây bây giờ đã đang thời điểm có nụ cô chú anh chị nhé. Có những cây thì nụ lớn và có những cây thì đang bắt đầu là có nụ ở kẽ lá như thế này. Đấy, nhưng mà đa số là nụ vận chuyển đóng gói thì cái hàng này ấy, thì khi mà nó đã nhú nụ như thế này thì vận chuyển đóng gói nó cũng có ảnh hưởng ít nhiều. Dòng quế tím này rất là siêng hoa luôn. Yeah. Em bán với giá là bao nhiêu? 160.000 trong 1 kg. Em sẽ bán từ 0,2-0,3 kg để cô chú anh chị sưu tầm nè. Sang bên này đây sẽ là dòng lan ngọc thạch 3 màu ạ. Ngọc thạch 3 màu. Có những cây thì đây nó đang chi chít là nụ. Hàng này thì nụ nó cũng khá là lớn ạ. Nên là vận chuyển đóng gói thì nó cũng có hàng nụ. Hàng này thì sẽ chuẩn 3 màu sắc thì cô chú anh chị sưu tầm nhé. Ngọc thạch 3 màu em bán là 170.000 trong 1 kg. Ngọc thạch 3 màu ạ. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng long tu đá hoa tím. Long tu đá hoa tím thì mùa này cũng đang bắt đầu là cho nụ thôi cô chú anh chị này, đang bắt đầu cho nụ thôi. Dòng long tu đá hoa tím này thì em bán với giá là 170 cho 1 kg dòng long tu đá hoa tím nhé. Sang bên này đây sẽ là hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh. Hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh. Cái dòng hàng này thì cô chú anh chị nhìn thấy cái mầm của nó này rất là đẹp luôn. Và hàng này thì bình thường là hoa nở đúng vào thời điểm Tết đấy ạ. Đấy, nhưng mà nên là cái lô này thì em thấy là lác đác, hiện tại vài nụ, vẫn còn có những cây có nụ nhưng mà nó là vận chuyển đóng gói ấy, vì là cái hàng ở rừng ạ. Vận chuyển đóng gói mà nụ lớn như thế này thì nó cũng bị chảy xước rất là nhiều, chủ yếu là hàng giống thôi. Là nụ thì cũng còn được rất là ít thôi cô chú anh chị này. Một trong chín cái mặt bông gọi là đẹp nhất trong tất cả các loại lan đấy ạ. Em bán với giá là 200.000 cho 1 kg hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh này thôi cô chú anh chị nhé. Đấy, nếu như là hàng hoa thì chắc chắn là giá phải tầm 250 đổ lên rồi. Hàng này thì nói chung là còn ít nụ, cây giống là chủ yếu. Nên là em bán với giá là 200. Cây giống thì miễn bàn luôn. Chẳng qua là đấy, nhiều khi cô chú anh chị cứ em cũng nói là cô chú anh chị lấy cái thời điểm bây giờ nó chưa có nụ là cái thời điểm đẹp nhất thì nhiều cô chú anh chị là cứ muốn là có nụ, muốn có nụ thì nhiều khi là nó sẽ bị ảnh hưởng khi mà vận chuyển đóng gói ạ. Bên này sẽ là dòng lan hài kim này. Một trong ít những cái dòng lan hài mà nó nở hoa vào đúng thời điểm Tết đấy cô chú anh chị. Đó, bây giờ thì gần như là hoa đã tàn rồi ạ. Dòng hài kim nhá, cũng rất là dễ thuần luôn. Em bán với giá là 250.000 cho 1 kg dòng lan hài kim đấy ạ. 250.000, hoa rất là to, bền hoa. Và sang bên này sẽ là em có một cái loại cây là cây bầu rượu. Cái dòng cây bầu rượu này này thì cái lá của nó nhìn rất là thích luôn. Cái lá kẻ nhìn rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Cô chú anh chị trồng một chậu để cô chú anh chị ngắm lá thôi cũng rất là thích rồi. Em bán với giá là 80.000 cho 1 kg hàng cây bầu rượu này. Cái lá kẻ rất là đẹp cô chú anh chị này. Đấy. Và sang bên này đây vẫn là dòng châu Thái. Dòng châu Thái bên kia cô chú anh chị nhìn thấy rồi đấy ạ. Là hàng kg lỗi lá, gần như là không có lỗi lá cô chú anh chị ạ. Rất là đẹp. Thì em bán là 450 cho 1 cân. Thì lúc nãy em báo rồi cô chú anh chị nhé. Rất là đẹp đấy. Những cây này thì đảm bảo cô chú anh chị có một mùa hoa Tết tới là tuyệt vời luôn rồi. Còn bên này sẽ là những cây châu giống cũng rất là xinh. Những cây châu giống này thì sẽ chuẩn màu sắc này cô chú anh chị này. Riêng dòng châu Thái so với cả dòng châu rừng thì cái hương thơm của nó là trên tài nhá, mà cũng rất là dễ thuần dễ chăm. Những cây châu giống này cô chú anh chị để em để trên lòng bàn tay để cô chú anh chị tưởng tượng ra nhá. Yeah. Đó, cái không thì lại bảo là em gửi hàng sao mà cây bé thế, nó là hàng cây giống ạ. Dạ, cây giống. Nhưng mà cái lô cây giống này bình thường á, những lô cây giống khác về thì em thấy là nó rất là bé, chỉ khoảng tầm một cặp lá rưỡi thôi, nhưng mà cây này thì khá là nhiều cặp lá như thế này này cô chú anh chị này, rất là đẹp. Ở đây lại chuẩn màu sắc cô chú anh chị nhá. Mỗi một cây em chỉ bán có 20.000 thôi ạ. Một cây châu giống chỉ bán 20.000 thôi mà chuẩn màu này. Đây là cây màu trắng này cô chú anh chị này. Rồi là cây màu tím đốm.
Đây là cây màu tím đốm ạ. Nhìn cái thân của nó cũng đã khác hẳn nhau rồi này. Và cây bên này sẽ là cây màu đỏ này, cô chú anh chị này. Đó, cây màu đỏ nhá. Cây màu đỏ. Và bên này sẽ là cây màu hồng. Đồng giá. Những cây này cô chú anh chị về trồng được 1 năm chắc là nó sẽ cho hoa bói. Bởi vì nó là hàng giống nhưng cây khá là lớn rồi cô chú anh chị nhá. Khá là lớn rồi. Bình thường em thấy là những cây giống về khác về bé lưu siêu thôi. Nhưng mà những cây châu giống này nhìn rất là đẹp luôn. Nhiều lá và rất là đẹp như thế này. Giá có 20.000 thôi và đây là cây màu hồng. 80.000 cô chú anh chị sở hữu ngay 4 cây châu giống chuẩn màu sắc. Thân lá đẹp, xinh đáng yêu như thế này cô chú anh chị này. Rất là đẹp luôn. Và đây là 4 màu sắc hoa của dòng đai châu này đấy ạ. Đây nhá cô chú anh chị nhá. Màu hồng này. Màu hồng đấy ạ. Màu, đây là màu đỏ này. Và đây là màu tím đốm. Và màu trắng. Trắng thì trắng không tì vết, giống như kiểu cây lan đột biến trắng luôn ấy ạ. Rất là thơm. Cái châu rừng này cực kỳ là thơm và rất là bền hoa. Bên này đây sẽ là những cái chậu dendro này cô chú anh chị này. Những cây dendro ạ. Hoa vô cùng là đẹp rực rỡ như thế này. Độ bền là trên 2 tháng cô chú anh chị mình nhá. Độ bền trên 2 tháng ạ. Và một chậu dendro như thế này cô chú anh chị có thể thấy là rơi vào khoảng tầm 3-4 cái thân hoa trở lên. Một cái chậu dendro như thế này cô chú anh chị trưng trong phòng khách thì tuyệt vời luôn. Độ bền là trên 2 tháng. Cô chú anh chị về chơi hoa xong rồi đang lên mầm nữa này. Đó, và hàng này bình thường là nó nở hoa vào đúng thời điểm Tết ấy. Cô chú anh chị thấy rằng là hàng khi mà hàng Tết ạ, một chậu một thân thôi, người ta bán trên 200 rồi ạ. Đó là dòng dendro này cô chú anh chị nhá. Hoa rất là bền và cực kỳ là đẹp. Bông hoa to đùng như thế này này cô chú anh chị này, rất là đẹp luôn. Và một cái chậu dendro rơi vào 3-4 cái thân hoa trở lên như thế này. Hàng thì hiện tại là một số cây là nó đang nở hoa rồi, nhưng cô chú anh chị mình cứ yên tâm nhá. Bởi vì là cái hàng này thì nó mới bắt đầu là nở thôi và độ bền của nó trên 2 tháng. Nên là thoải mái, kể cả nở hoa như thế này, thoải mái cô chú anh chị về vẫn cứ được thưởng hoa, ngắm một mùa hoa với cái thời gian cũng rất là dài luôn ạ. Bông hoa to đùng này cô chú anh chị này. Đấy. Ở một số cây thì đã nở hoa và cũng còn rất là nhiều nụ như thế này. Em bán với giá là 190.000 cho một chậu dendro. Đó, 190.000 cô chú anh chị mình nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy. Nói chung là trong một cái chậu như thế này thì nó cũng đang bắt đầu là có vài cây nó bung sớm thôi. Và như em nói rồi thì cái độ bền là chắc chắn là trên 2 tháng. Trên 2 tháng và mình chơi hoa một mùa này rồi, mình có thể để làm cây giống. Cây này thì dòng cây này thì cũng rất là dễ thuần dễ chăm. Những cái cây mà dendro của hàng Việt Nam mình ấy cũng là người ta nhập từ những cái hàng này này về và người ta nhân giống ạ. Bông hoa to đùng luôn ạ. Và bên này đây sẽ là dòng dendro Úc. Dendro Úc thì những cái chậu rất là khủng luôn ạ. Đây, cái sắc hoa tím rất là yêu thương như thế này. Đấy, cô chú anh chị này, bông hoa rất là to và sắc tím cực kỳ là yêu thương. Và một chậu như thế này, đây cô chú anh chị này, một chậu như thế này thì rơi vào ít nhất là 3 to khổng lồ và rơi vào ít nhất là 3 cái ngồng hoa. Ít nhất là 3 ngồng hoa và cũng rất là bền hoa cô chú anh chị nhá. Em bán với giá là 180.000 cho một chậu dendro Úc. Vũ nữ cá mập chứ. Đây là những cái chậu vũ nữ cá mập ạ. Đấy, còn bên này là dendro xuân. Dendro xuân thì hoa này nó nở vào đúng cái thời điểm Tết này cô chú anh chị này. Cái giò này, những cái chậu này nó nở hơi muộn, hơi lỗi Tết một hơi chậm hơn so với Tết một chút xíu. Nên là cái giá của nó so với hàng Tết thì nó giảm rất là nhiều luôn ạ. Một vài bông đang chung chín nở rất là đẹp như thế này. Dòng dendro ạ. Đấy, chậu rơi vào 3 cái thân hoa trở lên. 3 cái thân hoa trở lên. Bên này đây sẽ là những cái chậu giả hạc chớp Mỹ siêu nụ này. Bông hoa to ủnh luôn, giả hạc chớp Mỹ này bình thường là hoa của nó cũng nở Tết này. Cánh tím chớp rất là độc đáo và rất là thơm nữa. Đấy, một chậu thì nó sẽ là một thân, nó cao khoảng tầm 60cm trở lên, đang nụ như thế này và đang mầm gốc. Em bán với giá là 100.000 cho một chậu một thân nhá. Và chậu hai thân em sẽ để giá là 180.000 ạ. Bên này đây sẽ là rất là nhiều những cái chậu kiều này. Đấy, đảm bảo cô chú anh chị sẽ có một cái tác phẩm đẹp. Những cái chậu kiều vuông cánh trắng nhá. Kiều vuông cánh trắng ạ. Chuẩn bị tầm 1-2 tháng nữa thôi là bắt đầu là sẽ cho nụ và cho hoa rồi. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Dòng kiều vuông cánh trắng này nhiều nơi nếu như là người ta có thể kích thì nó nở hoa vào đúng thời điểm Tết luôn ạ. Những cái chậu kiều rất là xinh như vậy ạ. Em bán với giá chỉ có 180.000 cho một chậu kiều vuông cánh trắng này thôi ạ. Và sang bên này sẽ là những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc. Thật đốt sáng bóng luôn và cũng đang chi chít nụ như thế này. Đó. Và một chậu chuỗi ngọc như vậy thì nó cũng sẽ rơi vào khoảng tầm 6 cái thân hoa ngắn dài trở lên. Đấy, đang nụ này, đang nhú nụ này.
Hoa thì rất là bền, rực rỡ. Cái dòng này này, em bán là 180 nhé. 180 cho một cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc rất là xinh như thế này. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu vũ nữ. Ở đây thì em có ba cái mặt bông của dòng vũ nữ. Đó, thứ nhất là dòng vũ nữ mèo cam. Dòng vũ nữ mèo cam thì thời điểm bây giờ là em còn có những cái chậu mà nó gọi là gãy ngồng hoa rồi ạ. Vận chuyển bị gãy ngồng hoa rồi, và những chậu này thì em bán thôi. Còn ba chậu gãy ngồng hoa em sẽ để lại với giá là 110.000 cho một chậu nhé. Bình thường em bán là 140 ạ. Và hàng Tết thì rơi vào 180 cho một chậu cô chú anh chị này. Đấy, thì giá là như vậy. Còn bên này là những cái chậu vũ nữ Socola Baby. Vũ nữ Socola Baby đang là một ngồng hoa như thế này, với sắc hoa đỏ thắm luôn. Và em bán với giá là 140 cho một chậu đang một cần hoa. Và bên này sẽ là dòng vũ nữ nhện xanh, với hoa cũng rất là độc đáo và cái giả hành đẹp. Cái hàng này thì cây đang nụ trong kẽ lá thôi và chưa chồi nụ nhé. Nên là cô chú anh chị sẽ việc về chơi một cái mùa hoa, ngắm cái thân lá cũng như chơi một mùa hoa trọn vẹn. Cái hàng này thì dòng riêng những cái dòng vũ nữ này thì nó cho mình hoa quanh năm cô chú anh chị ạ, chứ không phải là một mùa hoa đâu. Đấy, cô chú anh chị cùng xem lại lô vũ nữ cá mập ạ, rất là đẹp luôn. Đấy, cây nụ rất là xinh như thế này. Và sang bên này đây sẽ là những cái giò lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi. Đặc biệt thì hôm nay em cũng có một cái giò dáng hương đuôi cáo, cây đang bắt đầu là nhú nụ rồi, cực xinh luôn. Em xin được giới thiệu đến cô chú anh chị ạ. Ở đây thì em còn có một cái lô, hai lô dáng hương tam bảo sắc rất là nhiều này. Hàng cây tam bảo sắc cây này thì một số cây là cũng đang bắt đầu là nhú nụ rồi. Nói chung cái mùa này là cái mùa trồng của tam bảo sắc ấy cô chú anh chị. Một số cây là đã bắt đầu là chuẩn bị là nhú nụ rồi nhá. Tam bảo sắc đẹp, với những cây ngắn ngắn như thế này thôi mà cần hoa nó rất là dài như thế này này cô chú anh chị này. Đấy, về cô chú anh chị ghép, thứ nhất là được thưởng hoa. Thưởng hoa sớm. Thưởng một mùa hoa này. Em bán mỗi một lô là 90.000 này. Một cái phần kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm vẫn còn có cây nhánh cây đang nụ này. Đấy, cái lô này về cô chú anh chị làm được một giò xinh đấy ạ. Em bán lô kim điệp nhựa này với giá là 40.000 nhá, kim điệp thơm ạ, và một cái dề kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy đang nụ. Cái dề này em bán với giá là 120.000. Và bên này sẽ là những cái hình hài, những cái lô hài táo của chú anh chị này. Lô hài táo dễ thuần dễ chăm. Cây hài táo này là một lô này em gọi là hình này em gọi là hình số 1 này. Hình số 1 này có 5 cây luôn và em bán với giá là không phải 5 cây chứ. Một nó có 8 cây cô chú anh chị nhá. 7 8 cây, 9 cây gì đó ạ, và một cái dề đang mèo. Mèo này chắc chắn là về cô chú anh chị được thưởng hoa rồi. Mỗi lô rất là nhiều như vậy em bán với giá là 130.000. Tiếp theo là cái hình số 2. Hình số 2 này có tất cả là 5 cây. Em bán với giá là hình số 2 này 5 cây đâu, 1, 2, 3, 4, 5. Cái lô này em bán là 100.000 này. Tiếp theo là cái hình số 3. Hình số 3 này thì rất là nhiều cây đẹp, có đến 8 cây cực xinh như thế này. Em bán với giá là 120.000. Tiếp theo hình số 4 ạ. Số 4, hình số 4 là 6 cây cô chú anh chị nhá. 6 cây hài. 6 cây này thì em bán với giá là 100.000 thôi ạ. Và hình tiếp theo là hình số 5. Hình số 5 này có 5 cây, trong đó một cây mèo rất là đẹp luôn. Đó, hài táo ạ. Mỗi lô này thì em bán với giá là 130 nhá. Tiếp theo là hình số 6, một cái giò dáng hương đuôi cáo. Giò dáng hương cáo đuôi cáo, cáo ở đây là cái giò này là người ta mang ở trên rừng về ấy. Cái gỗ to quá nên là họ không có chặt được ấy cô chú anh chị. Nên là người ta là lấy rìu, người ta đục lấy cái vỏ này. Đấy, cái rễ thì vẫn còn bám. Và em thấy là có một cái cây là đang bắt đầu là có hiện tượng nhú nụ rồi. Trên này nguyên là một cái rề một mẹ hai con luôn ạ. Và dưới này cũng là một cái cây cáo xếp rụt. Và cây này chắc chắn là cô chú anh chị cũng sẽ được ngắm hoa rồi. Đây, một cái giò cáo rất là đẹp như thế này. Bản lá to lắm, cây dưới này này cô chú anh chị này. Đó, một cái giò cáo cực kỳ là xinh luôn ạ. Nguyên bản ở rừng về, rất là đẹp. Cái giò cáo này em bán với giá là 300. Dưới này cũng là một cây một mẹ một con cô chú anh chị nhá. Một mẹ một con này, một mẹ một con này. Chỗ trên này là một mẹ hai con. Em thấy là đang ở kẽ lá, đang chồi, chuẩn bị chồi nụ ra rồi đấy ạ. Em bán cái hình này với giá là 340 nhá cô chú anh chị nhá. Cho cô chú anh chị nào yêu mến cái cây cáo của vùng Cao Bằng ạ. Bên này sẽ là những cái cây châu Thái này. Châu Thái em có bán hàng cân. Và cô chú anh chị mình cũng có thể chọn theo hình. Đây, cây này vừa rồi cho hai cái ngồng hoa luôn rồi này. Cái hình châu Thái này em có đến 6 cây nhá. 6 cây châu Thái. 6 cây châu Thái này chắc chắn là cô chú anh chị được ngắm hoa trong mùa tới này rồi. Đấy, 6 cây châu Thái đẹp như vậy. Cái hình này em bán 200 bao nhiêu? 240 thôi ạ. 6 cây 240. Đấy thì 6 cây 240 là 6424 à. 64624 à. 4624 cây có 40.000 à. Cây châu rất là to như thế này có 40.000.
4624. Hình tiếp theo, hình số 8. Hình này cũng có đến 6 cây trâu ạ. Hình này em bán với giá cũng 240. Và hình tiếp theo là cái hình số 9. Số 9 là những cây lớn hơn này, 3 cây rất là to này. Đấy, 3 cây chất rất là to ở đây ạ, em bán với giá 260 này. Hình số 10. Hình số 10 cũng là 3 cây nhá. 3 cây to và rất là đẹp luôn. Đấy, 3 cây trâu to đẹp như thế này. Cái hình này em bán hình này với giá là 3 cây rất là đẹp này, nhiều lá đẹp. Cái hình này em bán với giá là 290.000, 3 cây rất là to. Và tiếp theo, hình số 11. Hình số 11, một cây rất nhiều cặp lá như thế này, đẹp. Đẹp mê luôn cô chú anh chị, rất là đẹp như thế này. Đó. Và cái cây này em bán với giá là 230.000 cho cây trâu này đấy ạ. Tiếp theo là cái hình số 4. Hình số 12. Cái lô này em có 4 cây. 4 cây này em bán với giá là 250.000 nhá. 250.000 cho 4 cây lớn, lá đẹp như thế này. Tiếp theo là cái hình số 13. Hình số 13 cũng là 2 cây rất là to luôn. Đấy ạ, 2 cây châu Thái rất là to luôn này. Cái hình này em bán với giá là 270.000. Và hình số 14 cũng là 2 cây ạ, bán 230.000. Hình số 15 là một giò trầm cổ, còn một giò trầm cổ duy nhất em bán 120.000. Hình số 16, giò hạc di linh xuân lai trầm dòng đỏ. Cái giò này hai thân đang trúng chín nụ rất xinh, với giá 120. Hình số 17 cũng là 3 thân đang nụ rất là xinh, 120.000. Bên này sẽ là trầm dòng đỏ. Trầm dòng đỏ hình số 18, một thân một mầm gốc cực xinh, đẹp như thế này. Em bán cái giò này với giá là 100.000 nhá, 100.000 cho cây này ạ. Đó, về cô chú anh chị được ngắm hoa đầu xuân với cái sắc hoa đỏ thắm thơm nức mũi. Và làm một cái chậu cây giống cũng như về cô chú anh chị sẽ được nhân ki này. Đó, nhân ki đây em, cô chú anh chị thấy là cắt cái thân già ra, cô chú anh chị sẽ đi nhân được rất là nhiều luôn. Như cái chậu này là em thấy là gần như là đang chuẩn bị là bắt đầu là xưng cái mầm ki rồi, ở cái phần dưới rồi đấy ạ. Hình tiếp theo là hình số 19, em bán chậu này cũng 100.000. 20, em bán cái giò này này, nhiều mầm gốc đẹp. Cái giò này em bán với giá là 120.000 cho cái giò này, rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Hai thân hoa mầm gốc rất là đẹp. Hình số 21 ạ. 21 này em bán với giá là 100.000 này. Hình số 22 em bán với giá là 150.000. 150.000 cho cái hình này, có hai cái thân hoa rất là to đẹp. Và hình số 23. 23 trầm rồng đỏ 23, 160 cũng là hai thân hoa. Hình số 10, hình số 24. Giá em bán là 170.000, hai thân hoa và mầm rất là đẹp. Và hình tiếp theo, hình 25, đây cô chú anh chị này, nhìn cái dàn nụ cực đẹp như thế này. 25 cũng là hai thân hoa, em bán 170.000. Cái cây này thì cô chú anh chị mua thì không bao giờ phải lo hớ, vì bởi vì là cô chú anh chị về ngoài được thưởng một mùa hoa tuyệt vời thì cô chú anh chị còn được những cái cây giống rất là đẹp. Cái hình này em bán là 170 này. Hình này có tất cả là bộ tổng là 4 thân hoa. Đấy. Trong đó có một thân cao và 3 thân thấp. Đấy, đổi lại cô chú anh chị cũng được những cái mầm rất là xinh như thế này nữa. 170 ạ. Và bên này sẽ là những cái chậu hoàng phi hạc ạ. Hoa của bà hoàng phi hạc thì với khuôn bông rất là xinh, có nhiều những cái mặt bông khác nhau. Một số cây thì bây giờ đang nhú nụ này. Có những cái thân bây giờ là không, gần như không có lá, và nếu như mà không thấy có nhú nụ ra như thế này chắc là nghĩ rằng là nó vô tác dụng luôn ạ. Mà có những cái thân này nhú nụ này cô chú anh chị này, đang nhú nụ như thế này này. Đó, là nhiều khi cô chú anh chị cứ lấy lan là không thấy có lá là nghĩ là cái hàng già vứt bỏ đi rồi. Cái giò này em bán với giá là 180.000 nhé cô chú anh chị nhé. Hoàng phi hạc ạ. Cũng rất là bền ạ, bền hoa. Và chậu tiếp theo là chậu số 28. Cái chậu này em cũng bán là 180 đây, cũng đang nụ này. Chậu 29, cô chú anh chị cứ ngắm nhé. Nói chung là có những cái chậu thì nó có thể là nụ muộn hơn một chút xíu thì có thể là sẽ thấy ít nụ hơn. Cái chậu này em bán là 170 ạ. Chậu tiếp theo là chậu số đây. Cái chậu này là chậu số 30. Rất là sum xuê, giả hành to đùng. Cái chậu này thì em bán với giá 180.000 đây, những cái thân nụ của nó này. Và chậu số 31 này. Chậu 31 này rất là nhiều thân nụ này cô chú anh chị này. Chi chít là nụ này, rất là nhiều thân nụ luôn nhỉ. Giò này em bán với giá là 180.000 nhá, 180.000 cho giò 31 ạ. Và giò số 32. Giò số 32 em cũng bán với giá là 170.000 cho giò 32 ạ.
giò 33 với giá 180 này. 180 và hình 34 em bán với giá là 170 của chú anh chị này. Và ngoài ra thì em còn có thêm những cái chế phẩm, những cái loại đặc sản vùng miền Cao Bằng ạ. Em có sim khô với giá 100.000 cho một túi 1kg, măng lưỡi lợn với giá là 240 1kg, và bên này sẽ là cái cây mộc nhĩ 80.000 cho một túi, một nửa kg. Vệ mũ tần 120, tầm gửi cây chanh là 220 và tầm gửi cây nghiến 190 và hoàng tinh là 200 nhé. Ngoài ra em có vỏ thông phân dê ạ, đồng giá 20.000 cho 1kg. Và rêu rừng em bán 50.000 cho 1kg. Và vỏ thông thì em có size 12 và vỏ thông vụn nhé, của chính chị nhé. Bên này sẽ là các chế phẩm này. Duy đỏ 60.000, duy xanh là 50.000, hùng nguyễn 25.000 cho 1 lọ, 5.000 cho 1 cặp. Dưỡng chất AB với giá là 85.000 cho 1 lọ. Và B1 Thái với giá là 40.000 cho 1 lọ. B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 cho 1 lọ. Liền da Mỹ Tiến với giá là 40.000 cho 1 lọ. Liền da sẹo đen em bán 50.000 nhé. B1 Thái, B12 này. Super 2 hormone tăng trưởng với giá là 85.000 cho 1 lọ. Siêu da dễ N3M 35.000 cho 1 lọ. 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát với giá là 30.000 cho 1 lọ, dành cho các giai đoạn phát triển của cây đấy ạ. Và 3 loại phân bón lá dành cho 3 giai đoạn phát triển của cây, đồng giá em bán là 30.000 cho 35.000 cho 1 lọ này. Và em còn có thêm cái thuốc đặc trị côn trùng nhé. Đặc trị côn trùng với giá là 70.000 cho 1 lọ. Hàng hôm nay em chưa mang ra được này. Và bên này sẽ là cáp tan đặc trị thô nhũn 25.000 cho một gói một lọ này. Và kim kim bum cũng là đặc trị thô nhũn với giá em bán là 25.000 cho một gói nhé. Cáp chi chô đề ma phân bón vi sinh kháng nấm ạ. Một gói 100g với giá là 15.000 thôi. Chi chô đề ma phân bón vi sinh nhá, kháng nấm nhá. Một hộp 1kg với giá là 135.000. Và 130.000 chiếc dây buộc lan chiều dài 100m ạ, do cắt kèm theo. Em bán với giá là 35.000 trong cái cuộn như vậy. Và bên này sẽ là phân bón dạng túi lọc. À đâu, phân bón dạng túi lọc đấy ạ, cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng ạ. Và cũng như kích rễ tuyệt vời. Em bán với giá 35.000 trong một hộp với 20 túi lọc bên trong. Bên này sẽ là phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh ạ, được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tươm, đã ủ men vi sinh và ủ kháng nấm trong vòng hơn 2 tháng rồi ạ. Cái sản phẩm này thì cô chú anh chị về thoải mái trộn với cả giá thể, cũng như là bón cho cây nhé. Trong mùa xuân này cô chú anh chị bón cho cây thì thực sự rất là tuyệt vời luôn, cung cấp dinh dưỡng một cách tối đa để cây phát triển cũng như là hạn chế nấm bệnh, rất là tuyệt vời luôn, đã bởi vì đã ủ men vi sinh và ủ kháng nấm rồi ạ. Cái sản phẩm rất là tuyệt vời như vậy mà chỉ có 35.000. Hiện tại rất là nhiều nhà vườn người ta đã sử dụng rồi. Cái sản phẩm chỉ 35.000 và nhiều khi cô chú anh chị có nghĩ rằng cái giá rẻ thì không có chất lượng, nhưng mà ở đây thì hàng bên em làm sản xuất làm rất là cầu kỳ và rất là cẩn thận, kỹ càng ở từng khâu chú anh chị nhé. Bởi vì là mình không mua qua tay nên là cái giá thành phải nói là nó rẻ hơn cái giá mà người ta bỏ xỉ nữa luôn. Bởi vì là nó không qua tay ạ, sản xuất tại làm tại địa phương nhé chú anh chị nhé. Bên này sẽ là sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng. Em có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em bán với giá là 40.000 ạ. 40.000 cô chú anh chị nhé. Cái sản phẩm tinh dầu hồi này nó có rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời, như là diệt khuẩn, làm sạch không khí. Và cái mùi hương của nó có thể giúp cô chú anh chị có một cái cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn. Và hàng này thì nó cái nguyên liệu hoàn toàn là tự nhiên, nên là rất là lành tính đối với sức khỏe. Em dám khẳng định rằng nếu như cô chú anh chị em nghĩ rằng cái mùi hương này của cái dòng tinh dầu hồi này có thể với bất kỳ cô chú anh chị nào khó tính nhất cũng sẽ cảm thấy là rất là thích với cả cái mùi hương của dòng tinh dầu hồi này luôn ạ. Nó có cảm giác tạo cho mình một cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn cô chú anh chị nhé. Ví dụ như cô chú anh chị đang cảm thấy là mình rất là đầu óc rất là căng thẳng, hoặc là cảm thấy là rất là nặng đầu chẳng hạn như vậy, cô chú anh chị chỉ cần ngửi một ít tinh dầu hồi thôi, hoặc là xoa một ít tinh dầu hồi ở thái dương thôi, thì sẽ làm cho cái cảm giác rất là thư giãn tuyệt vời ạ. Có 40.000 cho một lọ này. Em vừa giới thiệu đến cơ chú anh chị những cái mặt hàng hôm nay bên em đang có.